của Trương Đông, trong vài phút, liền tăng lên đến kim đan kỳ, Trương Đông cảm thụ linh khí mãnh liệt mênh mông trong cơ thể, cũng phốc một tiếng hướng từ dương quỳ xuống, trước đây hắn tuyệt vọng và thất vọng bao nhiêu, thì bây giờ hắn ta phấn khởi bấy nhiêu. Cảm ơn từ lão tổ. Hắn đã không biết nói cái gì, chỉ có thể dập đầu một lần lại một lần, mỗi một lần đều là dùng hết khí lực toàn thân, không có một hồi, trên chán hắn liền trao đầy huyết trâu, mí mắt từ dương giật giật, vội vàng đỡ hắn dậy mọi người vay xem đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn trương động. vừa rồi lưu đàn thành công giảng tu vi tăng lên đến kim đan kỳ, hiện tại lưu động cũng đem tu vi tăng lên đến kim đan kỳ. lưu đàn và trương động đều là những nhân vật phế tài nổi danh của thiên lam tông, nhưng hai người này lại ngưng tụ kim đan. kế tiếp còn có mười mấy người, từ dương cho bọn họ tăng lên tu vi đan dược sau đó, tu vi đều nhanh chóng tăng lên đến kim đan kỳ. mới đầu đám đệ tử còn khinh thường những người kia, bây giờ đều trợn tròn mắt tiêu chuẩn tuyển chọn bọn họ vẫn biết một chút chính là phẩm hạnh tốt trung thành với thiên lam tông mà không ít người ném đều đúc ngược dừng chân oán hận nửa đời trước của mình vì sao không làm nhiều chuyện tốt bằng không hôm nay người tăng lên tu vi chính là bọn họ ngày hôm sau tất cả đệ tử của thiên lam tông đều bắt đầu tranh nhau làm việc tốt ai cướp được cơ hội làm việc tốt hai người bảo đảm cho đôi mắt gấp gáp phạm nhân xung quanh thiên lam tông đều loạn tiên nhân thường ngày lạnh lùng nhìn bọn họ phạm nhân bỗng nhiên trở nên hiền lành hiền mục anh ấy đều tranh nhau làm việc tốt cho bọn họ. Một gia đình có đất chưa cải xới, tiên nhân vùng tay lên, một mảnh đất liền lật ngược lên trời. Trong nhà có người bị bệnh, không sao, tiên nữ chỉ cần ném ra một mảnh thạch thảo, bệnh đều khỏi. Một ít tiên nhân càng thêm khoa trương, cái gì cũng giúp bọn họ làm. Ngay cả nam tử độc thân tìm không được vợ, đều phải quản, dưới sự tác hợp và dẫn dắt của người nhàn rỗi. Một đoạn lương duyên cứ như vậy mở ra. Kết quả là, không ít phàm nhân trong nhà, cùng phụng lên bài vị thiên lam tông đem đệ tử Thiên Lam Tông trở thành chân tiên đến bái. Những chuyện này, Từ Dương tuy rằng trong Thiên Lam Tông không có xuống núi, nhưng cũng rõ ràng. Những người này, thật sự là, khóe miệng Từ Dương giật giật, bất quá, cũng không có ngăn cản. Mặc kệ những người này làm như vậy sơ tâm là cái gì, ít nhất kết quả cuối cùng, đều là đại hoan hỉ, vì thế, Từ Dương lại luyện chế không ít đan dược thưởng cho những người này. Tuy rằng những đan dược này không thể giúp bọn họ tăng lên một đại cảnh giới, nhưng mà, tăng lên một tiểu cảnh giới, hoàn toàn là không có vấn đề chậm trễ. Đệ tử Thiên Lam Tông được khen thưởng, càng thêm điên cuồng điên cuồng làm việc tốt, bởi vì, ở trong lòng bọn họ, hiện tại làm việc tốt chẳng khác nào lấy lòng từ dương. Lấy lòng từ dương, từ dương thấy bọn họ thuận mắt, tùy tùy tiện tiện cho bọn họ một ít tan dược, bọn họ liền có thể tăng lên tu vi, cho nên, làm việc tốt chẳng khác nào tăng lên tu vi, trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng Thiên Lam Tông ái làm việc tốt liền truyền ra ngoài. Những từ giả khác đều không thể tin được, bởi vì tu giả đối với phàm nhân cho tới nay đều là mắt cao hơn đỉnh, căn bản cũng không coi phàm nhân là người. nhưng hiện tại thiên lam tông cư nhiên là một thái độ khác thường, không đi tu luyện, ngược lại thái độ khác thường đi trợ giúp phàm nhân gì đó, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. thiên lam tông từ dương lại tìm kiếm tài liệu, tăng cường trận pháp hộ sơn của thiên lam tông, thăng cấp mấy đệ tử giỏi. sau khi đạt tới kim đan kỳ, định đi thiên võ quận. về phần an nguy của thiên lam tông. Từ Dương cũng không cần lo lắng, đừng nói trong Thiên Lam Tông có hơn 24 tu sĩ kim đan kỳ, chỉ là trận pháp hộ sơn này, vừa công vừa thủ, nếu không phải mười mấy kim đan kỳ, không cần nghĩ đến công phá. Sau khi làm xong những chuyện này, Từ Dương liền tính toán đi Thiên Vũ quận bên kia xem một chút, Ngư Tam Nương nói muốn xuất thế linh dược, rốt cuộc là cái gì? Một vạn năm trước, linh dược quý giá, bây giờ đã trở thành cỏ dại ven đường. Như vậy, hiện tại đều có thể xưng là tuyệt thế linh dược, ở một vạn năm trước, sẽ là trình độ gì đây? Không phải lại là linh dược trong truyền thuyết chứ? Nghĩ tới đây, Từ Dương nhịn không được một chút kích động. Lăng Thanh Xu, Từ Dương gọi. Lão Tổ, làm sao vậy? Lăng Thanh Kiều đi vào. Hiện tại, ta muốn mang ngươi đi thiên vũ quận, ngươi đi thông báo tông môn, sau khi chúng ta đi, để cho bọn họ nhất định phải thủ tốt tông môn. Từ Dương nói, Lăng Thanh Xu có chức nghi hoặc không phải biết Từ Dương muốn đi địa phương nào, nhưng mà, nàng biết, từ dương nói cái gì, liền đi làm là xong. Vâng, lão tổ. Lăng Thanh Du đáp ứng một tiếng. Hai ngày sau, từ dương cùng Lăng Thanh Du liền rời khỏi thiên lam tông, đi tới núi rừng thần bí mà ngư tam nương nói. Mấy ngày sau, từ dương cùng Lăng Thanh Du rốt cuộc tới địa điểm của thiên võ quận, nhưng sau khi đến nơi này, từ dương lại có chức khó xử. Thiên vũ quận địa bàn lớn như vậy, ngư tam nương cũng nói phi thường mơ hồ, hắn không biết cái rừng rậm gì ở địa phương nào không bằng chúng ta đi hỏi người ở chỗ này đi bọn họ hẳn là biết một ít tin tức lăng thanh du nói từ dương suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng liền ở trên đường cái kéo một người lại hỏi người hảo người biết gần đây thiên vũ quận có tuyệt thế linh dược xuất thế nào không người kia nghe vậy sắc mặt biến đổi vẻ mặt nghiêm túc hỏi người có định đi vào khu rừng đó không người kia nói đến rừng rậm kia thời điểm, rõ ràng vẻ mặt hoảng sợ, từ dương có chút nghi hoặc, người này, như thế nào cũng là một cái kim đan hậu kỳ, nói như thế nào nói cái rừng rậm kia, giống như là gặp quỷ vậy. Làm sao vậy, khu rừng kia, có vấn đề gì sao, người kia mặt như đất màu nói. Ta chính là vừa mới từ trong rừng rậm kia đi ra, cùng ta đi vào, tổng cộng 15 người, thế nhưng, cuối cùng, chỉ có ta đi ra, huynh đệ của ta đều chết ở bên trong. Người kia nói đến đây thời điểm, Từ Dương mới phát hiện cánh tay phải của hắn, trống rỗng như cũng, nhìn miệng vết thương, hẳn là vừa mới đứt gãy. Tình huống như vậy, chẳng những không có làm cho Từ Dương lùi bước, ngược lại đối với rừng rậm kia càng thêm hứng thú. Nếu các người thật sự muốn đi, ta có thể đề cử các ngươi đi một địa phương, nơi đó, tất cả đều là một ít người muốn đi trong rừng rậm kia thăm dò, các người có thể cùng nhau tổ đội, nhiều người cũng an toàn hơn nếu gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể ứng đối tốt hơn. Người đại hán vừa nói vừa chỉ vào đường. Đi thẳng về phía trước khoảng 10 khác, một lán trại màu đỏ, bên trong có rất nhiều người, là được rồi, người khi đi, hỏi một chút là biết, từ dơ nghe vậy, gật gật đầu, tuy rằng, hắn không cần dựa ở người khác che chở, tìm mà hắn vẫn nguyện ý cùng những người khác đi. Bởi vì, nhiều hơn một đống đối tượng có thể ép buộc và sai xử, nói như thế nào, cũng phải thoải mái không ít người kia thấy Từ Dương vẻ mặt không sao cả, liền thất vọng lắc đầu, biết mình không cách nào khuyên động Từ Dương, nhưng mà vẫn nhịn không được nói một câu. Nhưng mà ta vẫn muốn khuyên các ngươi, các ngươi nếu không có tu vi nguyên anh kỳ, cũng không cần đi vào bên trong. Cơ duyên không có gì, nguy hiểm cũng là thật sự nhiều. Từ Dương gật gật đầu, nói: Cảm ơn ngươi, bất quá ta đi đã quyết, không cần khuyên ta. Nói xong từ dương có cho một đình linh dược nói cái này có thể làm cho ngươi đoạn chi trọng sinh ngươi cầm đi dứt lời từ dương liền đi về phía chỗ người nọ chỉ còn lại người này cầm đan dược từ dương cho vẻ mặt không tin đây là đan dược gì ngoại trừ phục sinh đàn còn có đan dược nào có thể khôi phục chi thể bị cắt đứt bỗng nhiên hô hấp của hắn chậm lại giống như phản ứng lại cái gì đó mẹ kiếp người vừa rồi hình như chỉ là luyện khí kỳ. Khi từ dương đi tới chỗ người nọ chỉ, mới phát hiện cái chỗ này, người thật sự nhiều. Huynh đệ, chúng ta lập đội đi. Từ dương tùy tiện chọn một đội ngũ, sáng lạn mỉm cười cùng đội trưởng đội ngũ này nói, người kia nhìn thoáng qua từ dương, thấy từ dương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, thiếu chút nữa sặc chết. Tránh đi một chút, một tên cạn bã luyện khí kỳ, cư nhiên cũng dám đi rừng rậm kia, thật sự là không biết chết như thế nào. Người kia thẳng thừng cự tuyệt Từ Dương, Từ Dương không nản nào, tiếp tục tìm đội ngũ tiếp theo, muốn gia nhập, nhưng mà, sau khi Từ Dương liên tiếp bị mấy đội ngũ cự tuyệt, sắc mặt Từ Dương không dễ nhìn, những người này, rõ ràng chính là xem thường luyện khí kỳ, luyện khí kỳ kỳ làm sao vậy, chẳng lẽ không có nhân quyền sao? Lăng Thanh Xu nhìn khuôn mặt hắc tuyến của Từ Dương, nhịn không khỏi than thờ. Từ lão tổ, người che giấu tu vi, cũng che giấu quá tàn nhẫn đi, ta cảm thấy, ở cái chỗ này, ngươi cho dù là muốn khiêm tốn mà nói, kim đan kỳ cũng rất thích hợp, từ dương càng thêm lúng túng, chầm mặc một hồi, mới nói. Ta căn bản cũng không có che giấu tu vi, tu vi của ta, chính là luyện khí kỳ, lăng thanh su trả lại từ dương một cái liếc mắt, từ lão tổ lợi hại như vậy, nói mình là luyện khí kỳ, ai tin, xem ra, từ lão tổ, khiêm tốn thành tính, quá khiêm tốn đi thôi, lại đi một đội ngũ xem một chút đi, nếu thật sự không được, chúng ta cứ hai người đi, Từ Dương thản nhiên nói. Đi tới bên cạnh một đội ngũ, đội ngũ này, thực lực cao nhất, là một lão đầu, đã có tu vi nguyên anh kỳ nhị trọng, thế giới này, thực lực vi tôn, một đội ngũ, người có thực lực cao nhất, chính là đội trưởng. Người tốt, ta có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi không? Từ Dương tiến lên, lộ ra nụ cười sáng lạn hỏi, lão giả tên là Trung Kỳ, là một tán tu hiếm hoi, là một tán tu, có thể đạt tới nguyên anh kỳ tầng 2, đã là hiếm thấy trên đời, nhưng đó cũng là kết thúc của lão, bởi vì tuổi thọ của nguyên anh nhị trọng đến đây đã kết thúc. Hiện tại hắn tâm tâm niệm niệm chính là làm thế nào tăng lên tu vi của mình, chỉ cần hắn tăng lên tu vi, liền có thể đột phá thọ mệnh gông cùng xiềng xích, sống thêm hơn trăm năm thời gian. Cho nên, lần này hắn, nghe nói nơi này có tuyệt thế linh dược xuất thế, vội vàng vội vàng đến, đây có thể là cơ hội cuối cùng trong đời hắn, lần này hắn xây dựng một đội ngũ, thu nạp không ít người đến giúp hắn, hắn cũng đối với người đến tham gia đội ngũ của hắn, người tới không cự tuyệt. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy tử dương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, vẫn là phun ra một ngụm nước, tuy rằng hắn người nào cũng muốn, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại có một tên lưu manh luyện khí kỳ, đó không phải là một trò đùa với lão sao. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía lăng thanh du phía sau tử dương, nhất thời, đôi mắt giả đục kia phát ra tinh quang. Được, hoan nghênh thiếu hiệp gia nhập trung kỳ cười ha hả nói những nếp nhăn trên khuôn mặt chất đóng với nhau trông rất hiền lành tuy rằng trung kỳ sống thật lâu nhưng mà ở trước mặt từ dương chút tuổi này của hắn tính là gì trung kỳ ở trước mặt từ dương chơi trò quỳ gì đó hoàn toàn là đang nằm mơ một chút tâm tình ba động của trung kỳ toàn bộ đều bị từ dương thu hết vào đáy mắt người này có chất ý tứ từ dương âm thầm cười lạnh một tiếng tuy rằng trung kỳ tựa hồ có ý đồ bất chính nhưng Từ Dương cũng không có một chút sợ hãi nào, hắn thành thật cũng không sao, nếu hắn muốn giở trò gì, Từ Dương cũng sẽ không ngại nói cho hắn biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Không biết, vị cô nương này phương danh. Trung kỳ căn bản cũng không có đem ánh mắt đặt ở trên người Từ Dương, ánh mắt vẫn nhìn Lăng Thanh Xu, vì một lão dâm côn già nua này nhìn chăm chăm, cảm giác của Lăng Thanh Xu cả người đều không thoải mái. Ta là Lăng Thanh Xu, Lăng Thanh Xu nói, lui về phía sau Từ Dương né tránh ánh mắt Trung Kỳ. Trung Kỳ thấy Lăng Thanh Kiều cố ý xa lánh, cũng không tức giận, đợi lát nữa, bọn họ sẽ tiến vào trong rừng rậm kia, từ dương một cái luyện khí kỳ, tùy tùy tiện tiện giết chết. Về phần Lăng Thanh Xu, cũng chỉ là một tu giả kim đan kỳ, chỉ có thể coi là món ăn trước, mặt nguyên anh kỳ của hắn. Sau khi gom đủ vài người, Trung Kỳ liền mang theo mọi người đi vào trong rừng rậm, ra khỏi thành, một đường đi về phía sâu trong rừng rậm bởi vì Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, tất cả mọi người đều xem Từ Dương là không khí. Mà Lăng Thanh Du lớn lên thật sự là xinh đẹp, chung quanh tụ tập một đống người ăn cần, Từ Dương cũng không để ý, Từ Dương cảm nhận được phía trước có hương thơm nồng đặc linh dược, hẳn là linh dược, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, những người này tiến lên phương hướng, chính là linh dược hương thơm bay tới phương hướng. Như vậy cũng rất tốt, Từ Dương vừa vặn không cần thoát ly đội ngũ, đi thẳng về phía trước là được, sau khi đi hơn 10 phút, phía trước bọn họ xuất hiện một đầm sen. Ao sen này, thoạt nhìn nguyên thủy dã thú mười phần, mặt nước tuyệt không trong suốt, là nước bùn đục đen, bèo xanh rợm rạp phiêu phiêu trên mặt nước, vừa nhìn, còn tưởng rằng là hồng cỏ. Không ít hoa sen và lá sen trên mặt nước, một ít lá sen khô héo, không hề sinh khí, cũng có không ít hoa sen, tinh thần phấn chấn, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng rách nát, nơi này chỉ là một cái ao nhỏ bình thường, không có gì đặc thù. Thế nhưng, một đống tu giả tinh mắt, lại ở trung tâm đầm sen, phát hiện một hạt hoa sen trắng, liên hoa này rất khác, trắng nõn thuần khiết, không có một tia tạp chất, cánh hoa trắng trong như thủy tinh, còn chưa hé mở đã chuẩn bị kết nụ. Khi gió thổi qua, những bông hoa lại đung đưa và hương thơm thoang thoảng bay theo không khí. Cái này là Thiên Sát Liên, bỗng nhiên, hoa thắng đi trước đội ngũ nhận ra đóa liên hoa này, kinh hô một tiếng. Thiên Sát Liên, đồ chơi gì, đương nhiên cũng có không ít người căn bản cũng không biết thiên sát liên lốt cuộc là cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy hoa sen hẳn là không đơn giản. Hắc hắc, hoa sen này thưa thớt, có thể luyện chế một loại giải độc đan, chỉ cần tìm được người cần, có thể bán ra giá cao, hoa thắng nói. Có thể bán được bao nhiêu? Ta nghĩ, bán mấy chục linh thạch, hẳn là không có vấn đề, hoa thịnh cười ha hả nói, trên mặt tất cả đều là nhạt được thần sắc bảo vật những người khác lập tức không có hứng thú, hơn chục người tới chia nhau mấy chục khối linh thạch này, ai lấy được bao nhiêu, lúc bọn họ tiến vào, cũng đã thương lượng xong, bọn họ phát hiện cùng hái được linh thảo, đều chia đều, nhìn hoa sen phẳng phất như không có vấn đề gì, bỗng nhiên từ dương nhíu mày. Hắn phát hiện, hoa sen này có một phần chỗ không hợp lý, thần thức hướng trong áo nước vừa dò xét, quả nhiên phát hiện đúng. Nhanh lên đi, sau khi hái xong, đừng chậm trễ thời gian, còn có chính sự phải làm, một số người bắt đầu thúc giục. Hoa sinh gật gật đầu, bước chân vừa dò xét, sẽ càng vào trong đầm sen hái hoa sen kia. Dừng lại, đừng tới đó, nguy hiểm, từ dương bỗng nhiên ngăn cản, hoa thắng nghe nói có nguy hiểm, vội vàng lại rụt trở về, quay đầu nhìn lại thấy từ dương chỉ là một cạn bã luyện khí kỳ, không khỏi có chút tức giận. Ngươi một cái luyện khí kỳ, biết cái gì, có thể hay không không cần kêu loạn, từ dương ngắc đầu, Nói. Bên trong này, thật sự có nguy hiểm. Hoa Thắng lạnh lùng cười. Nói. Một cái ao nhỏ như vậy, có nguy hiểm gì? Có nguy hiểm cũng là đối với người luyện khí kỳ mà nói. Lão tử chính là Kim Đan Kỳ. Ta khuyên ngươi sau này không nên nói lung tung. Nếu không, cẩn thận ta giết ngươi. Hoa Thắng cảnh cáo từ dương nói. Từ dương cảm giác một trận im lặng. Vì sao nói thật? Chính là không ai tin. Một số ao, mặc dù trông nhỏ, nhưng không thể dò được hoa thắng tuy rằng quát lớn từ dương nhưng mà khi hắn thật sự muốn đi tới giữa ao vẫn có một chút lông không giải thích được hắn bỗng nhiên giơ lên một tảng đá lớn như vậy đột nhiên hướng giữa ao ném tới phốc một tiếng tảng đá rơi xuống nước bắn tung tóe sóng cao mấy người nhưng ngay sau đó ao trở nên bình tĩnh và không có gì xảy ra hoa thắng lắc đầu hung tợn trưởng mắt nhìn từ dương một cái những người khác sau khi nhìn thấy đều cười nói làm sao vậy ngươi thật sợ hãi cái này tiểu hồ nước xuất hiện quái vật ăn ngươi sao hoa thắng nghe vậy cắn răng một cái cũng mặc kệ dự cảm trong lòng cũng vì thường không tốt hắn cảm thấy những người này cũng nói đúng cái áo này nhỏ như vậy an tĩnh như vậy căn bản cũng không có nguy hiểm gì lúc này bước chân một bước ở trên mặt nước liên tục đập nhẹ tung người vượt tới bên cạnh thiên sát lên hoa thắng nhìn hoa sen trắng thuần khiết gần trong găng tấc nở nụ cười một chút đây không phải là cái gì cũng không có sao vừa rồi thật sự là quá cẩn thận cư nhiên bị một cái luyện khí thì nho nhỏ hù dọa. Vừa rồi thật sự là mất mặt, chờ hắn trở về, nhất định phải làm cho cái kia nho nhỏ luyện khí kỳ đẹp mắt. Nghĩ đi, hoa thắng liền khom lưng hái hoa sen này, rút một chút, không rút được, đang nhổ một chút, vẫn là không thể rút được. Hả, hoa thắng nghi hoặc, bỗng nhiên, ao nước động, động này, chính là nghiêng trời lệch đất. Một đôi chân màu đen, lông mịn, linh hoạt nhô ra từ dưới nước, lập tức bắt được vai hoa thắng, một chân này, cư nhiên to bằng hoa thắng, một người thô như vậy, một cái đầu màu đen thuần khiết, cũng từ dưới nước bốc lên, trên đầu một đôi mắt to đỏ như máu, sáng như đèn lồng, tựa ra ý tứ tả ác. Rất nhanh, toàn thân nó đều từ dưới nước nổi lên, dĩ nhiên là một con nhện lớn bát trào màu đen. Toàn bộ thân thể, thoạt nhìn, ước chừng có một căn nhà lớn như vậy, đáng chú ý nhất chính là, ở trên đầu nó, có một đóa hoa sen trắng tinh, theo gió phiêu động. Tám cái đùi của con nhện này cũng vì thường dài, như thế nào một cây thân cây bình thường giống nhau, hoa thắng, bị chân dài của con nhện này treo trên không trung, ném vào trong miệng, theo một tiếng ca chảy xước, máu chảy tung tóe khắp nơi, rất nhanh liền để cho con nhện lớn kia nhai nát nuốt xuống. Người ở bên bờ đều nhìn đến ngây dại, thật không ngờ, tiểu từ, từ đường nhìn qua tướng mạo không dương này, cư nhiên cất dấu sát khí như vậy, sau đó đều vừa đến vô cùng may mắn, may mắn đi chính là hoa thắng, không phải bọn họ, nếu không, chết chính là bọn họ. Tuy nhiên, rất nhanh, những người đó biết rằng họ thực sự hạnh phúc quá sớm. Đột nhiên, con nhện đen đảo mắt trên bờ, rồi nó di chuyển. Từ trong miệng nó, phun ra một sợi tơ màu trắng, phảng phất như ánh sáng bán tới. Một nữ nhân tới gần ao nước, còn chưa kịp phản ứng, đã bị sợi tơ màu trắng đột nhiên cuốn lên. Ngay sau đó, nó xuất hiện trong miệng của con nhện đen, canh rửa sạch, con nhện lớn màu đen nhai say xưa, máu thịt bay lên, chỉ vài ba giây, nữ nhân kia đã bị nó nuốt vào trong bụng chạy 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 nhanh đây là quái vật trung kỳ nhìn dâu tóc dựng đứng hét lớn một tiếng liền chạy trốn trước nếu như chỉ nhìn tinh thần chạy trốn của hắn mà nói chỉ sợ một thanh niên trẻ tuổi cũng không nhanh như hắn khóe miệng từ dương giật giật kỳ thật hiện tại từ dương phi thường muốn nói không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt lão yêu quái hắn sống mười vạn năm lời nói của hắn đó chính là chân lý nghe là xong không nghe lời bảo đảm xui xẻo bỗng nhiên con nhện lớn kia, đem ánh mắt nhìn về phía Trung Kỳ đang chạy trốn. Hiện tại nơi này, toàn bộ đều là tu giả Kim Đan Kỳ, chỉ có một tu giả Nguyên Anh Kỳ như hắn, tự nhiên là hạc đứng giữa bầy gà, dị thường làm người ta chú ý, con nhện kia không chút do dự mở ra tám cái đuổi, hướng Trung Kỳ khác đuổi giết. Con nhện lớn màu đen này tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng bởi vì nó có đôi chân dài, tốc độ cũng không chậm, vài bước lại, khoảng cách giữa nó và Trung Kỳ đã rút ngắn, người trước đi giúp ta một lát đi trung kỳ bỗng nhiên nắm lấy từ dương sau đó đột nhiên ném từ dương về phía sau hả từ dương nhìn lão đầu này thao tác như vậy nhíu mày đột nhiên từ dương đột ngột túm lấy trung kỳ nhấp bổng lên sau đó từng bước đi về phía con nhện lớn trung kỳ bị khí lực cực lớn của từ dương cùng hành động tự sát này dọa choáng váng người người muốn làm gì ngươi buông ta ra trung kỳ bắt đầu dãy giụa nhưng khí lực của từ dương lại càng lớn vô cùng Linh khí từ trên người Từ Dương tản mát ra, vững vàng giam cầm linh khí trên người hắn, làm cho hắn một chút sức lực cũng không dùng được. Ngươi không phải luyện khí kỳ. Trung Kỳ Hoàng sợ nói, hiện tại hắn thật sự cảm thụ được uy hiếp tử vong. Ha ha ha, ngươi đoán sai, ta thật sự chỉ là một luyện khí kỳ. Từ Dương đã đi tới bên cạnh Bạch Liên U Minh chập, cái miệng to khủng bố kia từng cái từng cái khép lại, hướng bên ngoài chảy ra nước miếng tanh hôi. Còn nhện nhìn chằm chằm từ dương bằng một đôi mắt đỏ tươi sát ý dao động người muốn làm gì người buông ta ra trung kỳ sợ hết hồn hắn vừa nói bình sinh ra sức giãy giụa thế nhưng bàn tay của từ dương giam cầm hắn tuy rằng nhìn qua nhẹ nhàng nhưng hắn muốn di động một chút đều là si tâm vọng tưởng người thả ta đi chúng ta thương lượng chút chuyện được không dưới sự uy hiếp của cái chết trung kỳ biến thành kẻ hèn nhát khóc lóc không biết mập mẻ từ dương nhớ mày nhất thời cảm giác một trận ghê tởm hắn đã đến dưới chân con nhện lớn kia vung tay lên liền đem trung kỳ ném về phía con nhện lớn con nhện lớn màu đen há to miệng bắt lấy trung kỳ còn đang bay giữa không trung tùy ý nhai nát vài cái rồi nuốt chừng trung kỳ từ dương vỗ vỗ tay định rời đi bỗng nhiên đùi nhện lớn kia đột nhiên nâng xuống đập về phía từ dương chân dài màu đen trên không trung xẻ qua một đạo tàn ảnh ẩm một tiếng điên rơi vào trên trán Từ Dương, một kích này tốc độ phi thường nhanh, lực đạo càng là rất lớn, đổi thành tu giả nguyên anh kỳ khác, nhất định sẽ bị nện thành thịt tương, nhưng mà, Từ Dương lại không sợ chút nào, sắc mặt giận dữ. Xúc sinh. Đã như vậy, người chết đi, Từ Dương một tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy chân nhện màu đen rơi xuống, nhất thời, bụi bặm tung bay, Từ Dương giống như một cái đinh, hung hăng nện vào trong đất, chỉ còn lại một cái đầu cùng một cánh tay, lộ ra bên ngoài. Chật chật, thật không ngờ, lực lượng ngươi còn rất cường đại. Từ dương vung tay lên, thân thể từ trong lỗ thủng nhảy ra, dùng một cánh tay, cứng rắn đem con nhện lớn màu đen rơi lên, sau đó ầm ầm rơi xuống. ầm một tiếng nổ vang, bụi bay lên, hắc dịch bắn tung tóe con nhện bạch liên u minh kiêu ngạo vừa rồi đã chết không kịp dãy dụa. Làng thanh du bình tĩnh nhìn tất cả, không có một chút kinh ngạc nàng đã quen, trên thế giới này cũng không tồn tại thứ tử lão tổ không cách nào nổ sát được rồi đi thôi tìm được những người vừa rồi chạy từ dương thanh lý hiện trường một chút sau đó nói đi về phía trước đại khái hơn 10 phút liền thấy được người vừa rồi chạy tán loạn những người đó đều tụ tập lại với nhau co do trong hang kinh hãy nhìn ra bên ngoài khi nhìn thấy từ dương cùng lang thanh xu một người trong đó cẩn thận từ trong sơn động bò ra yêu thú vừa rồi đâu còn ở đây không ở phía sau phải không đã chết rồi từ dương thản nhiên nói người trốn trong động nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, yêu thú vừa rồi cường đại như vậy, cứ nhiên ngắn ngủi vài phút thời gian, đã chết, nhưng bọn họ vừa nghĩ, cũng cảm thấy, từ dương hẳn là không nói dối. Chỉ bằng từ dương một tên cạn bã luyện khí kỳ, đều có thể sống sót đi tới nơi này, vậy chứng tỏ, bên ngoài ít nhất là không có gì nguy hiểm, đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên phát hiện thiếu một người. Cái kia, trùng lão tổ đâu, một người bỗng nhiên yếu ớt hỏi đúng vậy sao lại không nhìn thấy từ lão tổ chứ mấy người vây quanh cùng một chỗ xì xào bàn tán nói các ngươi nói là lão đầu sao hắn đã chết rồi từ dương nói nhưng mà những người đó đều sợ ngây người không thể tin được mình nghe được là thật trung kỳ lão tổ đó chính là một tiền bối nguyên anh kỳ nhưng một tiền bối nguyên anh kỳ như vậy lại dễ dàng chết như vậy vậy yêu thú vừa rồi đâu một người khác hỏi đồng dạng chết rồi từ dương nhàn nhạt, nhạt trả lời tất cả mọi người sợ ngây người thật không ngờ lại là như vậy trung kỳ lão tổ đã chết yêu thú kia cư nhiên cũng chết chẳng lẽ nói trung kỳ lão tổ cùng yêu thú kia đồng quy vô tận chẳng qua vấn đề bây giờ không phải là cái này bọn họ cũng đã nghe nói qua trong rừng rậm này nguy hiểm cho nên tìm được trung kỳ lão tổ dưới sự che chở của nguyên anh kỳ tính mạng có thể bảo đảm nhưng bọn họ tiến vào không được bao lâu liền lão quái vật trung kỳ tổ của nguyên anh kỳ cũng chết ô che chở của bọn họ lập tức biến mất một đám tu sĩ kim đan kỳ ở nơi nguy hiểm này ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ đi vào rừng cây bên trong cũng sẽ chết quá nguy hiểm nhiều người bắt đầu rút lui nếu không chúng ta bây giờ vẫn nên trở về trước đi một người nói trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng do dự đúng vậy trong này quả thực quá nguy hiểm vì một linh dược không biết chết ở chỗ này cũng không đáng dù sao mà kệ các người như thế nào ta nhất định phải đi đúng ta cũng muốn đi yêu thú vừa rồi quá lợi hại nếu còn gặp phải loại yêu thú này không cần nghĩ chúng ta nhất định là chết chắc rồi sau khi một tráng hán bắt đầu hoàn thuế tất cả mọi người bắt đầu rút lui từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn một màn này không có phát biểu ý kiến tuy rằng hắn phi thường muốn cho những người này lưu lại giúp hắn hái linh dược thế nhưng nếu những người này không dám ở lại cái chỗ này hắn cũng sẽ không miễn cưỡng hơn nữa những người này đối với hắn mà nói cũng không phải là tất thiết các ngươi muốn trở về, có thể thử đường cũ trở về, hiện tại chỉ là vùng ven rừng rậm, muốn đi ra ngoài mà nói, là phi thường dễ dàng. Ta đi vào trước, ngươi tự mình đi, từ dương lại hướng về phía lăng thanh du nói. Đi thôi chúng ta đi vào xem một chút, nói xong, từ dương xoay người rời đi. Lăng thanh su bước nhanh đuổi theo từ dương, vừa rồi còn đang thảo luận làm thế nào đi ra ngoài kim đan kỳ tu giả đều vẻ mặt ngây thơ nhìn bóng lưng từ dương càng ngày càng xa. Một hồi lâu, Mới có một người phản ứng lại, nói: "Mẹ Kiếp, một cặn bã luyện khí kỳ, chúng ta đều đi rồi, cư nhiên còn dám một mình đi vào." Ta cảm thấy hắn hẳn là không phải là luyện khí, ngươi không thấy sao? Bên cạnh hắn có một cái kim đan kỳ, gọi hắn là lão tổ. "Mẹ kiếp, lão tổ, hắn sẽ không phải là lão quái vật nguyên anh kỳ chứ?" Một số người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, tuy rằng còn có mấy người kiên trì muốn đi ra ngoài nhưng dưới sự dẫn dắt của càng nhiều người, nguyên người tính toán tiếp tục đi theo từ dương. Bọn họ có thể hạ quyết tâm tiến vào rừng rậm, thậm chí là biết trong rừng rậm này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hay là lựa chọn tiến vào, tự nhiên cũng là muốn đánh một trận, muốn giành một phần cơ duyên. Từ dương nhìn mười mấy người đi theo hắn, có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng những người này đều sẽ rời đi, thật không ngờ, cư nhiên còn có không sợ chết, dám đi theo hắn. Người rốt cuộc là tu vi gì, vì sao phải che giấu tu vi của mình. Đúng lúc này, một người đi tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, từ dương quay đầu nhìn hắn một cái, là một gã mập mạp, có tu vi kim đan hậu kỳ. Loại tu vi này, ở trong một đội ngũ này, coi như là rất lợi hại. Đương nhiên, ở trước mặt từ dương, đều là cạn bã. Ô, ta không có che giấu, ta chính là luyện khí kỳ, từ dương nói, cái gã mập mạp kia vẻ mặt cổ quá nhìn từ dương, cũng không nói gì đi sâu vào trong rừng rậm từ dương dọc theo đường đi nhìn thấy không ít linh dược những linh dược này một vạn năm trước đều là tuyệt thế linh dược nhưng hiện tại chỉ là cỏ dại lúc mới bắt đầu từ dương còn có chút hứng thú hái những linh dược này nhưng mà phía sau bởi vì số lượng linh dược này thật sự là quá nhiều từ dương liền hoàn toàn không có hứng thú hái một chút sau khi số lượng đủ từ dương liền tiếp tục đi về phía trước các ngươi nhìn thấy những linh dược này đều hái cho ta một chút các ngươi cho ta năm mươi gốc linh dược như vậy, ta có thể cho ngươi đan dược để đề cao tu vi. Từ Dương trên tay cầm linh dược vừa hái, hướng về phía các tu giả kim đan kỳ khác nói: hắn để cho những này kim đan kỳ tu giả đi theo hắn, chính là bởi vì hắn cần những này kim đan kỳ tu giả hái linh dược cho hắn. Hiện tại chính là thời điểm đám kim đan kỳ tu giả này phát huy tác dụng của bọn họ. Những tu giả kim đan kỳ nhìn Từ Dương, vẻ mặt ngây thơ. Bởi vì Từ Dương trên tay lấy được cái loại linh dược này thật sự là quá bình thường, loại cỏ này dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy vô số hơn nữa thứ này không phải là cỏ dại sao làm thế nào để biến thành linh dược cái này ngươi đừng đùa giỡn với ta cỏ này không có giá trị gì cả ngươi cầm lấy làm gì một người hỏi từ dương nhìn hắn một cái ở trên tay các ngươi không có giá trị không đợi ta ở trên tay ta không có giá trị yên tâm đi chỉ cần các ngươi cho ta ta nhất định sẽ cho các người ăn dược những người đó vẫn không tin vừa rồi muốn nói cái gì bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một trận âm thanh phá không từ dương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thiếu nữ cả người đầy thương tích đang hốt hoảng chạy trốn thiếu nữ này dĩ nhiên có tu vi nguyên anh kỳ này phía sau thiếu nữ là hai lão quái vật nguyên anh kỳ vẻ mặt nhe răng cười đuổi theo cứu ta thiếu nữ kia nhìn thấy từ dương phía trước kinh hỉ kêu lên từ dương bình tĩnh quay đầu đi làm cái gì cũng không thấy chuyện của người khác Hắn không cần phải xen vào. Đại nhân, cứu ta. Thiếu nữ chạy về phía Từ Dương, vừa đến bên cạnh Từ Dương, mắt liền trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Từ Dương sững sờ nhìn thiếu nữ ngã xuống bên cạnh mình, có chút ngây thơ, tất xỉu chỗ nào không tốt, sao nhất định phải té xỉu bên cạnh hắn, lần này có chút khó làm. Nghĩ tới đây, Từ Dương xoa xoa huyệt thái dương, lui về phía sau hai bước, nói với hai lão quái vật Nguyên Anh kỳ. Cái này, ta không biết gì cả. Ngươi muốn tiếp tục làm gì cứ làm." Nói xong, Từ Dương xoay người chuẩn bị rời đi. Phía sau một đống kim đan kỳ tu giả, nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vốn đã bị dọa không rõ. Hiện tại lại nhìn thấy Từ Dương cư nhiên mặc kệ nữ nhân kia trên mặt đất, trong nháy mắt, bọn họ liền đi ra kết luận, Từ Dương cũng không chọc nổi hai tu giả Nguyên Anh kỳ kia, bọn họ cũng không trêu được, cho nên, những người đó hoặc là làm chim thú tán, hoặc là cứng ngắc ở trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng. Ngươi là ai, hai tu giảng nguyên anh kỳ kia, nhìn Từ Dương, tiến lên hung tợn nói, tuy rằng Từ Dương đã nhượng bộ, nhưng cũng không để cho bọn họ không để ý Từ Dương, ngược lại bắt đầu tìm Từ Dương phiền toái. Ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, trước khi ta nổi giận, mau rời đi. Sắc mặt Từ Dương hơi lạnh, hắn lùi bước, chỉ là cảm thấy chuyện không thuộc về hắn, không cần phải đi gây phiền toái, nhưng hắn không sợ những người này, hai tu giảng nguyên anh kỳ lớp nhau bỗng nhiên một đạo linh khí ở trong tay bọn họ rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh hướng ót từ dương đánh tới. Thực xin lỗi, ngươi nhìn thấy cái không nên nhìn, cho nên, địa ngục chính là ngươi nên ở, lời còn chưa dứt, hai nắm đấm nguyên anh kỳ, cách đầu hai từ dương, đã chỉ có khoảng một thốn. Ai, trên thế giới này, luôn có người thích chết, ta đều nói, ta có thể làm cái gì cũng không biết, ngươi vì sao còn muốn đến chết. Từ dương âm thầm thở dài, bàn tay to vung ra, vững vàng giữ chặt cổ tay của hai tu giả nguyên anh kỳ hai tu giả nguyên anh kỳ nhất thời không cách nào nhúc nhích từng chút một không khỏi trong mắt hoảng sợ vừa mới muốn nói cái gì bỗng nhiên cổ tay từ dương dùng sức răng rác một tiếng cổ tay hai người bọn họ cùng một lúc đứt gãy à hai tu giả nguyên anh kỳ bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ừm một cỗ linh khí tuyệt cường xông vào trong kinh mạch của hai trưởng lão nguyên anh kỳ tùy ý đi lại phá hư hai trưởng lão nguyên anh kỳ phóc một tiếng phun ra một ngụm máu kinh mạch cả người xé rách mà chết ngay cả nguyên anh của bọn họ cũng không thoát khỏi một kiếp bị trong nháy mắt sông nát bầy ta đã nói hết rồi chuyện của người ta không quan tâm ngươi còn dây dưa với ta làm gì từ dương nhìn lão quái vật nguyên anh kỳ nằm trên mặt đất lạnh lùng cười nói kim đan kỳ vừa rồi chuẩn bị chạy trốn nhìn hai nguyên anh kỳ đã chết miệng há to có thể nhét một quả trứng gà cái này hắn lợi hại đi đó chính là nguyên anh kỳ a, cứ như vậy mà chết. Đúng vậy, đây quả thực quá lợi hại, mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía con ngươi tử tràn đầy sùng bái. Từ Dương nhìn nữ nhân kia trên mặt đất, lúc này, Từ Dương mới phát hiện, nữ nhân này thật sự là quá xinh đẹp, không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người càng là nóng bỏng, chỉ là, nữ nhân này vết thương vi nặng, nội tạng toàn bộ rời vị trí, vết thương trên người vẫn chảy máu ra ngoài, trên mặt tái nhợt, mẹ kiếp, còn chúng độc, quá tàn nhẫn đi. Từ dương cẩn thận quan sát người nữ nhân này một chút, nhìn không được chửi bậy. Nữ nhân này, thân thể đã hỏng bét đến cực hạn, chỉ một lúc nữa sẽ chết. Đương nhiên, từ dương ở đây, tự nhiên sẽ không để cho loại tình huống này xảy ra. Lấy ra một lọ linh dược, sau đó đúc vào miệng nàng ta, vết thương trên người nữ nhân, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Một phút sau, nữ tử lờ mờ tỉnh dậy. Hai người kia đâu? Nữ tử kia hỏi mặc dù vết thương trên người nàng đã được chữa khỏi nhưng vẫn còn một chút suy yếu